Rồi rồi, ok. Nó mang cái quay mặt lên. Không, được rồi, sao không thấy đâu. Giấy này là chính xác luôn anh ha. Thông báo kết quả giám định. Xin gửi gia đình chị Phạm Thị Kim Hà. Rồi được anh. Này anh có thể đọc lớn lên cho bà con người ta nghe anh. Anh có thể đọc lớn lên cho bà con nghe. Anh đọc được không hay là anh dắt chúng đọc cho nó trôi chảy hơn? Rồi để em đọc cho, để em đọc cho. Vô đây luôn nè. Để em phép mời có sao đâu. Phép đọc cho bà con. Công an quận Thốt Nốt, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Thốt Nốt ngày 24 tháng 5 năm 2023. Công an quận Thốt Nốt, cơ quan cảnh sát điều tra số 398, thông báo kết luận giám định, kính gửi gia đình chị Phạm Thị Kim Hà. Căn cứ khoảng 2, điều 214 Bộ luật tố tụng hình sự. Căn cứ bản kết luận giám định pháp y tử thi số 55 trên KL GDTT BC09 ngày 22 tháng 5 năm 2023 của phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố Cần Thơ. Đối với nạn nhân Phạm Thị Kim Hà, sinh năm 1985, đăng ký thường trú ấp Phú Quới, xã Phú An, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, trong vụ chết người chưa rõ nguyên nhân phát hiện ngày 7 tháng 4 năm 2023 tại khu vực Thới Thạnh 1, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ thông báo cho gia đình chị Phạm Thị Kim Hà là người có liên quan về kết luận giám định như sau. 1. Các kết quả chính: không phát hiện dấu vết tổn thương do ngoại lực tác động, xương sọ và xương sườn không gãy vỡ, hai phổi xẹp, trong lồng khí phế quản có dịch màu nâu lẫn ít dị vật màu nâu, mô bệnh học các nội tạng trong thời kỳ phân hủy nặng, độc chất có tìm thấy ethanol với hàm lượng 48,72mg trên 100mg trên 100ml, có tìm thấy secoxit não và nội tạng trong thời kỳ phân hủy nặng. 2. Kết luận nạn nhân Phạm Thị Kim Hà sinh năm 1985 tử vong do ngạt nước trên cơ địa sử dụng ethanol selicosid. Cơ quan điều tra công an quận Thốt Nốt thông báo cho gia đình chị Hà biết nơi nhận bị hại. 2. Hồ sơ hai bản. Phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra thượng tá Quỳnh Thanh Trạch. Đây cho anh em coi cái lửa đi. Cho ngồi anh em là cái này cũng gỡ cho ngài xin như thú y cho coi, nó đang coi đó anh em. Đấy, nói với giả này kia rồi đó. Rồi khi mà nhận cái giấy này thì mình có cơ quan chức năng họ có thêm thông tin gì nữa không anh Tấn? Không anh. Hình như hai bản kia bên vợ em bản, em bản. Hiện tại giờ chắc em nghĩ là gia đình cũng bên đó cũng đã nhận được rồi. Bên vợ em, bên vợ ta điện lấy trước bên đây 2 ngày mà tại không lấy á. Tại vì nói thẳng ra là em khi mà em nghe cái clip mà có ông Chích Heo nói á, trong đó là ông có nói những cái thông tin mà cũng giống như thế này, thì em nghĩ là ông đã liên hệ với gia đình để mà biết được một số cái thông tin rồi. Bên vợ em gặp thú y với thằng An Sinh đó, ta trốn tránh nó đâu cho nó quay đâu. Đặt chuyện không à. Thì em cũng có nghe được cái thông tin á là khi mà ông thú y với là A Sin á là nghe cái thông tin mà có Vi thì nói rằng sẽ xuống nhà của mẹ chị Hà để mà hỏi thăm tình hình, nhưng mà đến ngày hôm nay thì em vẫn không thấy clip và em nghe là xuống dưới là gia đình không cho quay nữa. Không cho quay nữa, với giấy này ta đâu cung cấp cho nó lấy ngày nào đâu. Thang mặt dày á. Rồi sẵn hôm nay thì đã có kết quả như thế này thì anh có cái lời gì để gửi đến cho A Sin không anh? Có anh. Trước mắt cho nó coi giấy này để đừng nói vu khống mình với giả này kia nữa. Cho nó coi rồi nó với cái kênh của nó hứa sao có làm tròn theo vậy là em mới yên tâm. Còn mấy là em chờ tới cùng luôn á. Nhưng mà hiện tại thì em cũng nghe thông tin là anh cũng đã thu thập những cái bằng chứng và chuẩn bị làm đơn rồi đúng không? Có anh. Có bằng chứng của A Sin, nó vu khống em là em có thu hết trơn rồi. Em quyết định làm đơn thương A Sin á. Rồi hôm nay khi mà gia đình của chị Hà cũng nhận được cái thông tin này rồi thì bên phía là gia đình có điện thoại để nói lại với anh không? Không gì không anh. Điện con luôn không được. Điện con cũng không được luôn. Vì hôm gài anh có về nhà không? Về không được, bà vợ còn nóng nữa, về sợ có chuyện rồi mình ơi chưa dám về nữa. Chúng từ từ cho nguội đi, về mình giải thích với con mình với mẹ rồi. Nhưng mà
mà từ ngày mà anh đã như người ta đâu nhỏ quan danh như vậy đó, anh đi làm ăn như vậy á, anh có thêm mất mát hay hoặc đi làm ăn gì có cái thiệt hại gì cái tinh thần và thể xác mà những người đời người ta nói anh như vậy rồi theo mà anh cảm nhận như vậy là anh có cái gì mà hao hụt vào cái vật chất mà để mà anh đi làm mà nó khổ sở như tới ngày hôm nay thì công bố như vậy á, anh có khuyên anh em như thế nào để mà trả lại sự công bằng cho anh như thế nào không? Tiệm ơi, giờ mấy YouTube giờ đó như có giấy tờ đàng hoàng kêu là mình không có tiền cho đi làm ăn, mình cảm nhận thất thoát quá nhiều rồi, như vậy thì đâu ai cũng hỏi quanh đứng không có tổ chưa mà sao đi đây, giờ có giấy rồi mấy anh YouTube này là YouTube giờ rồi đó, chống mắt lên coi bình luận cho mình, trả lại chung sạch cho anh ha, trả lại chung sạch cho mình đi làm ăn rồi chứ đi tới đâu ai cũng hỏi chứ nó mình ở tù sao mà đi đây. Nhiều người nói là thông tin anh đi bắt ở tù ha. Bắt ở tù, bệnh hoạn, lâm dân á. Giờ có giấy rồi đó, mới kêu anh trong sạch đã giùm. Nhưng mà những cái người nào mà nói những thông tin đó là anh có biết tên những người đó không? Chính anh thằng lang thang sinh Sài Gòn với Lợi Nguyễn á, với Hoàng Sáu rồi á. Hoàng Sáu hả? Hoàng Sáu á. Rồi Lợi Nguyễn. Lợi Nguyễn. Rồi lang thang Sài Gòn. Đó lang thang ăn xin cứt heo Sài Gòn. Ăn cứt heo thôi nữa. Rồi Asin đó hả? Là tổng cộng là 4-5 người á. Asin nữa. Asin mình khó nói là nó do chính mà. Vậy là anh có quyết định là anh tố cáo với người đó không? Có hết anh mà từ từ làm việc Asin trước đây là tính. Em nghĩ là anh nên làm một lần luôn. Tại nó tùm lum chỗ cho nên mình gom lại đâu được. Người chỗ này Long An, người Vĩnh Long, người An Giang. Mình làm chỗ nào một cái thì từ từ mình tính nữa. Nó thẳng ra là với tất cả quý vị của chú anh chị em đang theo dõi trên tất cả kênh đây, khi mà tụi em đây đến để chia sẻ cái chuyện của anh á, bị rất là nhiều người chửi, anh bị chửi một mà tụi em bị chửi tới 10 điện thoại tụi em ngày nay là cộng đồng mạng đó, mình chưa có giấy nó mình đang tin giả rồi đó, cộng đồng nó không biết rồi đó, giờ có giấy giả thì cộng đồng mạng coi lợi dụng. Thì bây giờ thì em chắc chắn là khi mà anh chia sẻ này lên thì cũng sẽ họ cũng sẽ lên để mà họ nói á là cái giấy này là có vấn đề, em biết là thế nào họ cũng sẽ nói, thì anh có những cái lời gì để gửi đến những người mà họ nói rằng là cái giấy này muốn đặt vấn đề gì đó, nói giấy này với gì bọn gì đó thì liên hệ cho họ em đó, lại công an quận Thốt Nốt đó em chứng minh cho là sẽ đi cùng với anh đến là công an với em lại cơ quan vô cấp giấy cho mình nè. Còn muốn giấy gì đó lại xuống ta giải thích cho nghe, dùng cộng đồng mạng mà nói này nói kia hoài không biết đầu quá. Em nghĩ là thôi anh bây giờ anh đừng có nghe nữa, anh tập trung để mà anh đi làm á, đi xà lan á, để mà kiếm tiền rồi mà để về lo giờ cho giờ ông thiếu nợ quá nhiều, giờ đi lo đi làm ăn trả nợ ra chứ giờ nợ đội tấu ngày. Hôm nay là anh không liên hệ gì được với con anh luôn. Chẳng cuộc gọi giờ điện nó nhỏ gái điện được mà nó đâu bắt máy đâu. Còn thằng trai chẳng cuộc gọi rồi. Thì sẵn bữa nay tụi em chia sẻ đây là anh có nhắn gì với con gái anh không? Tại vì anh đã có giấy tờ rồi đó. Anh cũng nói với con này kia ba thì con bỏ ba chứ ba không có bỏ con. Như ấy điện cho ba này tới lui về thăm hai con. Chứ đi 2 tháng mấy này cũng nhớ hai đứa lắm. Còn mẹ mất rồi cũng còn ba. Con nói sao nói em đâu bỏ con được đâu. Chứ một phần là tại vì các bé còn quá nhỏ. Còn quá theo nhỏ, nhưng mà Asin dẫn dắt, Asin nó bài vẽ không à. Đúng rồi. Vẽ gia đình cha con của em. Kêu Asin á, chứ thú vị có gì ghim thẳng em nè, đừng ghim ngay hai đứa con em tội nghiệp, nó nhỏ. Bây giờ nếu mà hai người đó mà hẹn gặp anh đối trực tiếp, anh có dám gặp không? Trời đó giờ em điện nó hoài nó dám gặp em đâu, tại làm bộ nó chứ. Thấy đi tìm anh á, cầu vòng cống mà. Đi sủa nó bị liều, sủa đi kiếm ai. Bữa đó em chỉ nó ngay bên Bắc Tôn thì hôm qua kiếm em. À là bữa anh chỉ bên Bắc Tôn mà. Chỉ Bắc Tôn đó mà chạy xuống đây đánh lạc hướng á. Đánh lạc hướng ha. Nó cầu liều con lai á. Hôm giờ em điện cho thằng thú y với thằng ăn xin đó. Em về đâu dưới nhà bà vợ vô sân banh Phú Lộc đó kêu về đó gặp đó có dám đâu. Ngày hôm nay ở đây là chia sẻ để cho bà con biết được. Em làm gì mà sợ nó, em có làm gì đâu sợ. Cái sự việc của anh Tấn thì nói thẳng ra ở đây là lúc đầu á. Anh cứ điện thẳng hỏi thằng Tiền, em có về sân banh Phú Lộc đó, chỗ đầu dưới nhà bà vợ em quán cây số đó. Điện với mày với Thiên muốn cặn gì lên đây. Có dám lên đâu. Nó kiếm chỗ này chỗ kia. Lúc đầu á khi mà nghe sự việc của anh rồi nghe mẹ của anh và con gái của anh chia sẻ thì nói chung là nhiều người á người ta cũng xúc mà.
nghi ngờ lắm, tại vì lý do gì mà con gái như Thu Y nó bài vẽ không chứ bên vợ em, mà vợ mới hiền mà có biết gì đâu, cũng hang đó vô đâm cho gia đình tan nát chân á, hết mẹ tới anh về tới con nữa. Giờ sự thật vậy đó, giờ nó cũng ghim hoài, nó đòi quạt mộ gì tùm lum nữa. Theo anh vậy, giờ quạt mộ gì theo lý anh bà dễ giờ mình đâu có nói được, bên vợ bà vợ mới làm như làm đi, mình nói cho lạ đi, mình biết cho nói quật mộ á là anh tính từ nãy bây giờ là chỉ cho mẹ của anh ta, mẹ của chị Hạ ta có quyền thôi, mẹ của người ta phải có quyền chứ, thằng ăn xin chứ thằng Huy nó có quyền gì, lên mạng nó xàm xàm nó. Giờ tôi chỉ đang học hết lực vậy rồi, nhưng mà mẹ của chị Hạ thì có quyền, bên bà vợ đó bà có quyền mà làm như chính đáng cho bà thì bà hài lòng, mình đâu có phụ ta đâu. Nhưng mà theo thông tin anh nói là gia đình không có quyền nữa thì em nghĩ là chắc bên gia đình đã biết được việc rồi, mẹ như bên mẹ với anh vợ này kia chắc cũng biết nó môi móc nó câu like rồi, nó không cho nó tiếp xúc nữa đó, mà hang mặt dậy nó không mất con cỡ đó. Nội với Bobby là biết trước mấy ngày nay ra đâu cho nó đâu, đâu cho nó biết đâu. Vợ là biết trước em 2 ngày, lấy trước 2 ngày mà sao không biết sao, không biết lấy á. Anh có liên hệ được với anh vợ không? Không, có hỏi cái anh đưa giấy cho mình, nói mình vậy đó. Dạ. Nó điện 2 ngày sao không thấy xuống lấy. Rồi em đi Sài Lan, Long An, em kêu lấy mà em đi trên đường đi về, em hẹn lỡ. Nhưng mà ngày hôm nay khi mà anh nhận được cái giấy này thì cảm xúc của anh như thế nào tức? Cũng vui luôn khoảng anh. Hôm dạy dư luận chạy ép anh em hoài, nó em giết vợ này kia cũng như ăn xin nữa, giấy trong sạch lại cho em đường hoàng. Nói chung quá là không đồng ý với một số em đầu quá là nói thẳng đó là không với vợ con, không với vợ con quánh đập gì đó, không với vợ con sao lo được tài sản vậy, nếu em chơi cờ bạc tài sản em mới cho vợ em đi làm mướn để mới ăn chơi. Nhưng mà sẵn đây em hỏi anh là cái vấn đề mà cái năm trước anh đi miên chánh anh con lặng một mà chứ vợ đi tiền bạc vợ giữ không à, tiền vợ chồng vợ giữ giữ làm em đâu có quan tâm đâu. Cái thông tin đó là từ thời điểm là mười mấy năm trước thôi phải không? Mười năm trước đi miên anh phải nói cho nó rõ, tại vì một số thông tin là nói là mấy năm nay là anh chia làm ba làm tư, đâu có chia bọn mà... đi miên có mấy chuyến đó. Dạ, hỏi anh cho nó chính xác thêm là những cái thông tin là khoảng 10 năm trước của chú chị được không, đưa mình mới nói vậy đó, cho nó đưa mình trả nợ chứ sao lại đâu có chia bọn gì đâu. Nói chung á là bây giờ em hỏi anh thì anh trả lời thì người ta cũng không tin, thì nếu như mà anh gặp được bé Linh á, nếu như mà anh nói được mẹ ở trong nhà rồi, mong vợ của anh, con gái của anh nó ngồi với nhau á để mình chia sẻ sự việc này cho cộng đồng mạng biết á, là câu chuyện này bây là giờ là nóng quá, nóng quá đâu ngồi với mình đâu. Thì đó thì em mới nói anh là anh cũng cố gắng như thế nào đó, anh tìm gặp những người thân để họ mình sắp xếp đi về gặp vợ với mấy con ngồi nói chuyện rồi chứ để gì hoài cũng quên lãng mà. Em biết là anh bây giờ anh trả lời thì họ cũng khỏe à. Mình nói sao không ai đâu tin đâu. Thì nhờ câu chuyện của anh thì họ dựa vô họ để họ kiếm tiền nè. Cho nên là anh nói gì